Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Clip tiếp theo này chúng tôi tiếp tục lại giới thiệu tới toàn thể quý vị một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế ăn một gỗ gõ đỏ mẫu Louis hoa hồng, hay còn gọi là ghế ăn hoa hồng bằng gỗ gõ đỏ. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị bộ ghế này là có 8 chiếc ghế ăn. Thì kích cỡ của chiếc ghế ăn như sau. Phần mặt ghế là chúng tôi làm rộng 45, sâu có 44, cao là 1m15. Toàn bộ phần chân chúng tôi làm chân cong. Còn phần vách là chúng tôi làm khuôn dài 4 phân, còn ván bên trong dài 2 phân. Chúng tôi đục chạm hoa hồng. Đây là mã số của bộ bàn ghế này là ghế ăn hoa hồng. Mà tôi quay chi tiết cho quý vị xem. Từ trước ra sau. Bộ ghế này 100% chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ nhập khẩu của Nam Phi. Phần khuôn mặt chúng tôi làm 3 phân. Và ván mặt thì chúng tôi làm dài 1 phân rưỡi. Phần chân là chân 8 phân. Vanh cong được hoa hồng. Và phần yếm chúng tôi được hoa lan tây. Phần trương cũng được hoa lan tây nhưng hoa lan tây đã cách điệu. Phần chân là chúng tôi đục bốn mặt như nhau. Này tôi quay rất kỹ cho quý vị xem này. Thì quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Hải Phòng. Thì chúng tôi cũng hoàn thiện để bàn giao trong dịp Tết đây. Vì là có nhiều sản phẩm nên chúng tôi không thể quay video hết được. Nhưng trước khi bàn giao thì chúng tôi sẽ quay lại bộ sản phẩm đó một lần để cho quý vị xem phần mộc và phần hoàn thiện. Chúng tôi đang còn rất nhiều bộ bàn ghế ăn như này nữa nhưng là bằng chất liệu gỗ hương đá hoặc là gỗ gụ. Quý vị có thể đặt theo yêu cầu. Chúng tôi có bán buôn, bán lẻ ghế ăn. Vì thông thường một bộ của nó là đi cả bàn ăn. Thì quý vị có thể mua lẻ ghế thì chúng tôi cũng vẫn bán. Quý vị hãy xem kỹ mẫu ghế ăn hoa hồng này. Thì quý vị nào muốn đặt hàng thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành 0986 883349 hoặc 0985 226684. Thì chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị có thể về xem trực tiếp tại cơ sở. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.